Hồi 21, trước điện Kim Loan, bao công thăng chức. Dưới lầu diễn võ, Hùng Phi thọ phong. Bao công cho đòi mẹ con Dương Thị lên hỏi rằng, bà nhận số bạc 300 lượng của Đàm Nguyệt tại chỗ nào? Dương Thị nghe nói Đàm Nguyệt đã khai rõ rồi, nhắm không thể chối bèn thưa rằng, bạc ấy bây giờ tôi để trong đáy tủ ở nhà tôi. Bao công tức khắc sai người đi lấy. Còn mẹ con Dương Thị thời bao công sai tả hữu chèo kẹp để trừng kẻ quấy mẹ thời làm mụ đầu, hợp với ý tham lợi bán dâm, con thời vào lầu xanh, kim hương hổ thẹn diện mạo xấu xí nên xin vào cửa thiền làm vải lo việc tu hành. Kế đó tùy tùng lấy bạc đem về tới. Bao công trả cho triệu quốc thạnh năm chục lượng, bảo vệ cưới vợ khác cho con. Đàm Minh đạo hạnh chân thành cho ở quán thông chân làm chủ, đàm nguyệt tính tình gian dảo, thói tục chưa rời, không phải người tu, thật loài hung dữ, nên cho ra chốn biên thùy sung quân án xét như vậy song còn phải đợi tâu lên hoàng thượng bao công trở lại thư phòng thời thấy công tôn sách đưa tấu văn tới xem rồi bèn đem những lời của đàm nguyệt khai phụ vào qua ngày sau trống vừa tan canh bao công liền vào triều phủ phục trước sân son tung hô vạn tuế thiên tử thấy long đồ học sĩ đã khỏe thời vui vẻ lắm cho vời lên điện bao công tạ ơn bước lên dân tấu văn cho thánh hoàng xem xét Nhân tôn xem xong lại có hình cây làm chứng thời nghĩ thầm rằng, ai có dè thái sư là dòng quốc thích, lại làm ra miếng tiểu nhân. Bao công khi không bị bệnh, không ai rõ được căn nguyên, cứ như lý này, thời mới biết có người hãm hại. Nghĩ xong vời bàn thái sư lên điện đưa tờ tấu ấy cho y coi. Bàn kiếp coi xong, cúi đầu chớ không biết nói lời chi nữa. Vô nhân tôn vốn người từ thiên nhân đức, thấy vậy cũng động lòng, bèn xuống chiếu chỉ rằng, tội bàn thái sư đáng lẽ nên trị tội để răng người sau, song vì nghĩa của tôi xưa, cho được khỏi chết, mà phải cách chức đi lưu nhậm. Còn nghĩa sĩ triển chiêu thời bao thừa tướng phải mời tới lầu diễn võ trình bày võ nghệ. Bao công tạ ơn lui về phủ, sai người đón mời nam hiệp triển hùng phi tới thư phòng đem ý thánh thượng nói lại. Triển chiêu không biết tính sao phải vân lệnh. Bốn dũng sĩ và công tôn sách nghe tin ấy cũng thất tiệt khoản đại triển chiêu. Sáng ngày bao công lên kiệu. Nam Hiệp cưỡi ngựa theo sau, cùng tới hầu diễn võ đứng hầu thánh giá. Một lát thấy các quan văn võ hộ tống hoàng thượng tới nơi. Bao công và triển chiêu bái lễ xong xuôi, thiên tử mới hỏi tới họ tên quê quán của Nam Hiệp. Triển chiêu nhất nhất tâu bày. Thiên tử xem thấy triển chiêu hình dung khôi ngôi, tướng mạo đoan trang, phải tay võ tướng lại thêm ăn nói lưu loát thời lòng vua ưng lắm, bèn dậy ra trường diễn võ thử tài công tôn sách và bốn dũng sĩ đã dự bị khí giới nơi ấy, liền đưa bảo kiếm cho triển chiêu. Triển chiêu tiếp lấy bước lên cuối đầu xá ba xá lui xuống tung đao ra sức múa may, một làng hào quang quay quần chung quanh mình, ban đầu còn thấy được tới lui qua lại, sau rốt chỉ thấy một phần bạch sắc cuốn tròn luôn chuyển như trái cầu. Các quan văn võ và bốn dũng sĩ lè lưỡi lắc đầu khen tặng chẳng dứt, còn thiên tử ngồi trên để mắt nhìn không rời. Triển chiêu múa gương rồi mặt không sắc mệt, mình chẳng có mồ hôi, bước lên đài xá ba xá nữa. Thiên tử cả vui hỏi Bao công rằng, múa gương đã tài như vậy, còn bắn tên thế nào xin thử luôn xem. Bao công tâu rằng, triển chiêu thường hay nói rằng mình có thể bắn tắt đống lửa ở đầu cây nhang, song đó là ban đêm, bây giờ giữa ban ngày không thể thử được, vậy tạm dụng một bài, dán giấy trắng, bệ hạ muốn thế nào tùy ý, miễn ý ngó thấy rõ thì thôi." Thiên tử gật đầu, quan viên dân bài lên. Thiên tử cất bút chấm ba chấm rồi giao đem xuống cho triển chiêu. Triển chiêu dậy đem ra xa ước ba chục bước cắm xuống đất, rồi tự mình cầm cung lắp tên, ngoảnh lại lầu diễn võ khấu bái thiên tử, rồi nhảy lên ngựa đánh cho chạy ba vòng rồi lui ra xa dương cung lắp tên bắn vào một bài ba phá, chỉ nghe trúng liền ba tiếng, triển chiêu liền xuống ngựa quỳ trước ngai vàng đợi lệnh. Một bài dâng lên, thiên tử xem thấy ba mũi tên đầu cắm ngay vào ba điểm châu sa không sai một mảy thời khen rằng, ấy thật là tay thiện xạ trong nghề bắn tên. Bao công lại quỳ tâu thêm rằng, triển chiêu còn một nghề thứ ba nữa là nghề nhảy, xin thánh thượng lên từng lầu thứ ba ngồi xem, mới biết lời hạ thần. Vô nhân tôn nhận lời, hạ lệnh các đại thần theo mình lên lầu, còn các quan thời ở dưới, khi thiên tử yên tọa rồi, bao công ra hiệu cho triển chiêu thử tài, thời thấy y lại dưới chân lầu, bước rảo ít bước, trùng mình, uốn lưng, dậm một cái, nhảy tóc lên tới từng thứ ba, nhẹ nhàng như lông hồng, lanh như chớp nhoáng. Thiên tử thất kinh nói với các đại thần rằng, đó, thấy không các khanh, có biết tại sao trong chớp mắt mà nghĩa sĩ nhảy cao quá vậy? Các quan không biết sao, chỉ biết khen mà thôi. Bấy giờ triển chiêu lên tới từng thứ ba rồi, liền ôm cột leo tuốt lên trên xà, móc chân treo toàn ten như con dơi, rồi uống mình vung qua mệt cái, bỏ chỗ đó mà đeo nơi khác, lại bấu tay mé dưới mấy cây rui, bò như thằng lằn leo ngược. Thiên tử khen ngợi rằng, triển nghĩa sĩ là người, thế mà sao lại leo giỏi quá, không khác chi ngư miêu của trẫm. Triển chiêu trổ cả tài của mình rồi, liền tới trước mặt thiên tử bái tạ rồi lui ra. Vô nhân tôn thử tài triển chiêu rồi trở về cung, xuống chỉ phong cho chức ngư tiền tứ phẩm hộ vệ. Bao công tiếp chỉ cùng triển chiêu quay mặt lại cúi đầu tạ ơn rồi trở về phủ khai phong. Bao công sai bao hưng đem phục sắc theo tứ phẩm ban cho triển chiêu vừa trở lại gặp bốn dũng sĩ và công tôn sách mời ra công sở dự yến cung hạ. Cùng nhau ngồi vào bàn cất chén thù tạc, vui vẻ chuyện trò, kế thấy bao hưng đi ra truyền rằng, tướng công cho mời công tôn tiên sinh. Ai nấy không hiểu chuyện gì súng hỏi bao hưng thời bao hưng cũng không hiểu, công tôn sách lật đật cáo từ anh em, đứng dậy theo bao hưng vào thư phòng một lát trở ra nói lại rằng, tướng công đòi tôi vào dậy làm một tờ tấu tạ ơn thế cho triển huynh, và làm luôn một tờ điều trần trong ấy đại ý nói rằng nhân thái hậu nhập cung đó là một thánh lễ ít có, lại thêm quốc gia yên trị là nhờ nhiều người anh hùng tài giỏi, nên xin thiên tử mở ân khoa để chọn hiền tài trong thiên hạ. Ai nấy nghe qua đều vui mừng, cho làm vậy là phải lẽ. Sáng ngày sau bao công dắt triển chiêu vào chầu thiên tử, bái tạ hoàng ân, và dân điều trần lên. Vua nhân tôn xem qua rất vui lòng, chấm bút phê y rồi truyền nội các ra cáo thị cho nhân dân biết. Thật là, nghĩa sĩ này đà nhờ lộc nước. Hàng nho rồi sẽ hưởng ơn vua. Hồi 22, trọng võ mượn tiền vợ chồng bị nạn. Bạch Hùng đánh cọc cậu cháu gặp nhau tại tỉnh Hồ Quảng Phủ Võ Sương, huyện Giang Hạ Làng Nam An Thiện có một người hàng nho tên là Phạm Trọng Võ, vợ là Bạch Ngọc Liên, cùng nhau đã có một trai tên là Kim Ca vừa được 7 tuổi. Ngày kia Trọng Võ đi hội văn với các bạn về, vẻ mặt buồn rầu lắm bạch ngọc liên không hiểu duyên cớ làm sao bèn hỏi rằng chẳng hay phu tướng có việc chi bữa nay đi hội văn về lại không được vui như vậy trọng võ đáp hiền phụ vốn chưa rõ để tôi phân lại cho tường số là lúc tôi tới hội văn với các bạn đồng sông thời thấy mỗi người đều sửa sang hành lý như sắp đi đâu xa tôi mới hỏi thời họ nói rằng thánh thượng mới mở ân khoa tuyển người tài họ lại rủ tôi cùng đi tôi nghe qua hứng chí lắm xong ngọc liên nói Ý thiếp cũng muốn như vậy, từ cách mẫu thân tới nay đã 10 năm, đêm ngày mong mỏi cho phu tướng xuống kinh ứng thí sẽ cùng đi một đường, tiện viếng mẫu thân và em luôn thể, nay cơ hội đã đến, biết lo thế nào cho được như ý. Vợ chồng bàn luận vì nhà nghèo không biết vay mượn ai cho có tiền làm lộ phí. Ngày sau vợ chồng thức dậy sớm, đưa ngồi nói chuyện, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Trọng võ lật đật ra mở, thời thấy người bạn tri kỷ là Lưu Hồng Nghĩa bước vào vợ chồng trọng võ mừng lắm kim ca cũng lại chào bác mời ngồi và trà nước xong xuôi hồng nghĩa mới hỏi trọng võ rằng hoàng thượng xuống chỉ mở ân khoa hiền đệ có hay hay không trọng võ đáp đã hay rồi song còn đương trù trừ chưa quyết hồng nghĩa hỏi tài học như hiền đệ sao lại không đi ứng thí may ra danh toại công thành chớ cứ như thế này mãi thời khổ lắm trọng võ đáp chẳng giấu chi anh em cũng có ý ấy song tiền bạc không có lấy chi làm lộ phí lại thêm vợ em muốn cùng đi với em lên kinh thăm mẹ nữa. Hồng Nghĩa hỏi, lộ phí phỏng tốn bao nhiêu, tôi sẽ lo liệu cho. Trọng võ đáp, ít lắm cũng phải tốn tám chục lượng. Hồng Nghĩa nói, từ. Có vậy, thời mai đừng đi đâu chờ tin, tôi chạy giúp cho có được không? Nói rồi từ giả ra về. Trưa hôm sau, trọng võ đương than thở với vợ, thấy Hồng Nghĩa dắt tới một con lừa đen và cầm hai gói bạc đưa cho trọng võ mà rằng, May lắm, có lẽ Hiền đệ đã hết lúc khốn khó rồi, tôi đã hỏi được 100 lượng, đủ cho vợ chồng Hiền đệ và cháu về kinh, vậy Hiền đệ mau mau lo xếp đặt hành lý, mai là ngày hoàng đạo, xuất hành tốt lắm. Trọng Võ nghe nói mừng rỡ lắm hỏi rằng: "Bạc ở đâu mà nhân huynh có nhiều như vậy, hay là vay hỏi ai, tiền lời bao nhiêu nói cho em biết." Hồng Nghĩa đáp: "Không ngại gì, bạc đó tôi hỏi của người không lấy lời, nếu có lời đi nữa, tôi lo hộ cho." hiền đệ bất tất phải lo lắng vậy bây giờ nên ra chợ mua sắm các vật cần dùng lúc đi đường cho kịp kẻ mai xuất hành thiếu thốn khó lắm trọng võ vâng lời cùng nhau dắt lừa ra đi còn ngọc liên ở nhà lo cơm nước và xếp đặt y phục hành lý chiều lại lưu hồng nghĩa và trọng võ trở về cùng ăn cơm nhưng vật gì có thể dùng được lúc đi đường thời đem theo còn vật gì để lại đều gửi gấm cho hồng nghĩa gà vừa gáy sáng ai nấy đều thức dậy sắm sửa lên đường hồng nghĩa chỉ con lừa nói với trọng võ rằng con lừa này nguyên của tôi song nó hay nhắc chủ vậy tôi xin tặng cho hiền đệ đi đường nếu tiện thời nên bán nó đi mua một con khác mà cưỡi trọng võ đáp em đã nhờ nhân huynh giúp đỡ quá nhiều nay chẳng lẽ từ chối nữa song đến sự bán con lừa này mà mua con khác thời em không nỡ người ở đời có lẽ nào lừa lại quên chủ xin nhân huynh chớ nghi nói rồi bái biệt nhau lưu luyến dây lâu mới vân tay kẻ đi người ở, vợ chồng trọng võ kẻ cưỡi lừa người đi xe, ngày đi đêm nghỉ, khát uống đói ăn, chẳng bao lâu đã tới kinh kỳ, liền mướn nhà ở ngụ. Khoa thi này bao công làm chủ khảo, nên trong chốn trường thi nghiêm ngặt. Tới ngày vào trường, sĩ tử đều đem hết sức học tài hay để vinh nhành quế. Trọng võ vào luôn ba trường đều đắc ý, bản hổ chưa nên, bèn tính đem vợ con vào vạn toàn sơn thăm nhạc mẫu. Vào tới nơi, hỏi thăm người ở trong đó, không ai biết nhà họ Bạch ở đâu, vợ chồng buồn bã vô cùng, quay xe trở lại. Đi ngang một bãi cỏ nọ, màu xanh mướt, gần bên lại có nhiều bực đá trắng sạch sẽ lắm, trọng võ liền mở xe thả lừa cho ăn, dắt vợ bồng con để ngồi trên bục đá, còn mình thời bước rảo qua phía Đông Sơn khẩu kiếm người hỏi thăm nhà họ Bạch. Đi một hồi không gặp ai, bèn trở lại thời vợ con đâu mất, không còn ở đó. Hoảng hồn chạy đi kiếm cùng cũng không gặp kêu réo cũng không nghe trả lời. Trọng võ vừa đi vừa khóc rồi gặp lão tiều phu, bèn chạy lại hỏi thăm, ông ta chắc lưỡi đáp rằng, thôi rồi. Còn chi hỏi nữa, vậy chú không biết quai liệt hầu ở độc hổ trang tên là Ác Đăng Vân hay sao? Khi nãy người đi săn về ngang, tôi thấy trên ngựa có chở một người đàn bà đương kêu khóc in ỏi, còn đứa nhỏ thời không thấy. Trọng võ nghe nói lật đật hỏi rằng, độc hổ trang ở phía nào, cách đây bao xa? Ông tiều đáp, cách đây năm dặm ở về phía đông nam có một khu rừng tức là độc hổ trang đó trọng võ nghe xong đâm đầu chạy nhào xuống núi nhắm độc hổ trang đi tới nguyên ác đăng vân cùng bọn tùy tùng đi săn trong rừng gặp hai con cọp vừa lúc định bắn thì cọp ấy chạy hoảng ngang bãi cỏ xanh thấy kim ca liền tha mất bạch ngọc liên thấy con bị cọp bắt la ré lên ác đăng vân vừa đi qua liền bảo bọn tùy tùng chở lên ngựa đem về độc hổ trang kim ca bị cọp bắt đi qua cánh rừng kia có ông tiều đốn củi ở đó thấy vậy động lòng tiểu nhi bị hại. Muốn cứu trong tay sẵn có cái rìu liền ngồi phục xuống, chờ cọp chạy ngang, giơ thẳng tay đánh vào lưng một cái rất mạnh, cọp thình lình bị đánh nhã kim ca ra cong đuôi chạy mất. Ông tiều chạy lại thấy đứa nhỏ còn thở, liền ẩm về nhà. Vào tới nhà ông ta để đứa nhỏ lên giường, chạy kiếm một chén nước nóng cho uống, và lấy thuốc thoa dấu cọp. Một lát kim ca tỉnh dậy rên rỉ. Mẹ của tiều phu thấy đứa nhỏ mặt mũi sáng sủa thời thương lắm, lại nghe tiều phu thuật chuyện cứu nơi miệng cọp kinh hải vô hạn. Bà ta vỗ về đứa nhỏ và hỏi tới nhà cửa mẹ cha. Đứa nhỏ bèn thuật lại rằng, tôi tên là Kim Ca vừa được 7 tuổi, cha tên là Phạm Trọng Võ, mẹ họ Bạch. Mẹ tiều phu nghe nói chặn hỏi rằng, mẹ cháu phải Bạch Ngọc Liên hay không? Kim Ca đáp, phải. Mẹ tiều phu vội vàng ôm Kim Ca vào lòng, khóc ồ rằng, cháu ôi vì bà mà cháu ra nông nổi này kim ca ngơ ngẩn không biết gì cũng khóc theo tiều phu dỗ rằng cháu đừng khóc để cậu nói mà nghe cậu đây là bạch hùng em của mẹ cháu còn bà đây là bà ngoại của cháu lâu nay nhớ cha mẹ cháu lắm hằng nhắc nhở nay cháu bị nạn tới đây bà động lòng nên khóc như vậy kim ca nghe nói ôm bà ngoại khóc ròng bạch hùng cũng rơi nước mắt thật là tưởng đã chôn xương trong bụng cọp nào hay còn sống ở nhà bà. Hồi 23, bị đánh đau, trọng võ phát điên. Ham uống rượu, khuất thân bỏ mạng. Nói về Kim ca nhận được cậu và bà ngoại rồi, bèn đem chuyện tìm bà tới lúc bị cọc tha thuật lại, nhân nhắc tới cha mẹ thời khóc trống lên. Bạch Hùng dỗ rằng, cháu đừng khóc nữa, bữa nay trời đã tối rồi, đợi sáng mai cậu sẽ vào cửa Đông Sơn tìm cha mẹ cháu. Kim ca nghe nói cũng yên lòng. Gà vừa gáy sáng, trời vừa tan sương, Bạch Hùng ăn sơ ít hộp cơm rồi nhắm hướng vạn toàn sơn đi tới. Đi dọc đường gặp một người đàn ông tóc rối như tơ vò, máu chảy đầy mặt, tay trái sách áo, tay mặt sách một chiếc giày đỏ, thấy mặt Bạch Hùng không hỏi han gì sách giày lại đánh, vừa đánh vừa nói, đồ chó, mày giỏi đánh tao đi, mày giỏi giết tao đi. Bạch Hùng lấy làm lạ lắm, nhìn thời hình dáng giống anh rể mình là Phạm Trọng Võ, xong hỏi thời người ấy nói điên nói khùng hoài, không biết làm sao, tính trở về cổng kim ca qua cho cha con nhận nhau. Nghĩ vậy liền chạy về thôn bác bảo. Người ấy chính là Phạm Trọng Võ. Lúc Trọng Võ nghe ông Tiều nói vợ mình bị oai liệt hầu bắt, liền bương bả tới nơi đứng ngoài cửa réo đòi vợ. Ai dè ác đăng vân lập mưu gạt Trọng Võ vào nhà, nửa đêm phao rằng vào nhà ăn trộm, hạ lệnh cho dũng sĩ kẻ gậy người hèo đánh chết ngất đi, rồi bỏ vào hòm, sai người khiên đem bỏ trong rừng hoang, vừa khiên đi dọc đường gặp một tốt người đi tới, chúng nó hoảng bỏ chạy. Tốt ấy nguyên là người ở phủ khai phong, lúc điểm danh biết trọng võ đậu trạng, nên lại nhà trọ báo tin, thấy cửa khóa then gài, người không bóng vắng, hỏi chủ phòng mới biết là trạng nguyên đi vạn toàn sơn tìm mẹ, liền tức tốc đi tìm, bất kỳ nửa đường gặp hai đứa khiên rương tưởng là kẻ trộm, vừa đón mắt, thời chúng đã chạy dài, lật đật mở rương ra xem, ai về trọng võ chết đi sống lại, ở trong rương nhảy tóc rạ sách dày đập bậy, đụng ai đập nấy, nói xàm như điên. Bọn người đi báo tin đổ trạng thấy kẻ đó mặt mày máu nhuộm, tóc tai rối bù, nói năng lãm nhảm, cho là người điên nên bỏ đi thẳng. Còn trọng võ thời nghêu ngao nơi đường xá, ăn bậy nói xàm, may gặp Bạch Hùng. Bạch Hùng chạy riết về nhà cổng Kim Ca, khi tới nơi, người điên khi nảy đâu mất, không biết liệu làm sao, lại cổng về. Về nhà hỏi kỹ kim ca xem nơi trọ của cha mẹ nó mướn ở chỗ nào, bèn lặng lội vào. Kinh tìm kiếm. Đường xa hơn bốn chục dặm, tưởng tới nơi là gặp chị và anh, ai về chẳng thấy, cửa khóa then gài, đành ôm sầu nuốt thảm mà trở lại. Đi bơ vơ ở chợ nghe người nói, tân trạng nguyên là phạm trọng võ, bỏ chỗ ở đi đâu mất, tìm mãi chưa gặp. Bạch Hùng nghe vậy hơi yên lòng, vì nếu trọng võ mà thi đậu thời có người tìm kiếm bất tất phải bận lòng lo, nên quay trở về. Ngày mà Bạch Hùng đi tìm trọng võ đó, có lắm chuyện rắc rối xảy ra. Nguyên tại đường cổ lầu trong thành có một xưởng cây tên là Hưng Long của hai anh em người ở Sơn Tây là Khuất Thân và Khuất Lương. Khuất Thân hay uống rượu say sưa nên thiên hạ đều gọi là Khuất Hồ Tử, còn Khuất Lương là người tử tế lanh lợi nên xưởng cây nhờ đó mà được khá giả. Ngày kia Khuất Thân nói với em rằng, ta nghe bên trại cây phía nam núi Vạn Toàn, mới chở cây về nhiều lắm, vậy ta tính qua trả giá mua ít nhiều, em nhắm có được hay không? Khuất Lương đáp, anh lo lắng như vậy là tốt. Nói rồi vào trong lấy ra 400 lượng bạc đưa cho khuất thân và sai gia đình dắt ra một con lừa trắng cho anh cưỡi. Con lừa ấy tính hay nhập bầy, khi đi đường một mình thời đi dở lắm. Hãy có bóng lừa khác đi trước thời hoang mang chạy theo rất giỏi. Khuất thân lĩnh bạc cởi lừa nhắm trại cây mé nam núi vạn toàn đi tới khi ra mắt, chủ trại tính toán giá cả không xong, chẳng bằng lòng mua. Song thường thói con buôn hay chiêu mối hàng, nên bày tiệc trụ đãi khuất thân rất hậu. Khuất thân bị tiệc trụ ấy, cù cư cù nhằm tới tối mới cứu ra về. Vừa đi ngang một chỗ kia, lừa bổng dở chứng, co đầu, trùng cổ, nhảy đá lăn xăng, khuất thân biết ở trước chắc có lừa khác, liền nới cương chạy tới, quả thấy trong bụi đầu kia có một con lừa đen rất tốt, yên lạc còn đủ nguyên lừa ấy của phạm trọng võ vỡ mất con cọc bị tha trọng võ bỏ đi để lừa lại đó Quất thân liền kêu lớn lừa của ai bỏ đây kêu năm bảy lần cũng không nghe trả lời liền nghĩ trong bụng rằng nay gặp được lừa này yên lạc rất tốt lại mập mạp ta cũng nên đổi quách con lừa này đi nghĩ rồi nhảy xuống mở túi bạc buộc qua lưng con lừa đen nhảy lên quất một roi bỏ lừa trắng của mình lại đó trời bấy giờ tối lắm lại không có trăng phần thời đường núi khó khăn nên khuất thân tìm kiếm nhà ngủ đậu, chợt thấy trước mặt có bóng đèn, bèn dục lừa tới gõ cửa, một lát chủ nhà ra mở cửa và mời vào trong. Khuất thân tỏ ý xin nghỉ nhờ, chủ nhà bằng lòng. Khuất thân buộc lừa cởi yên và đem túi bạc để trên chõng, rồi cùng nhau ngồi nói chuyện. Chủ nhà ấy nguyên là Lý Bảo quản gia của Lý Thiên Quang cho theo bao công đi trước. Ngày bao công bị cách chức, nó mới gom góp của cải trốn đi, rồi ăn chơi sa đọa nên tiền của đã sạch bách, sau trôi nổi các nơi, may gặp người gả con cho, và mở hàng buôn bán. Ngựa quen đường cũ, rượu gặp bận ghiền. Lý bảo được tiền cứ theo thói trước, xài phá đến tiêu sự nghiệp. Lý lão rầu mà chết, còn có hai vợ chồng, không biết lấy gì ăn, bán lần bán hồi gian hàng cũng xẹp, đồ đặt hết trơn, nay chỉ còn ba gian nhà rách đó. Lý Bảo đương ngồi nói chuyện với khuất thân, thấy trong đèn cạn dầu, bèn bước vào trong mút thêm. Người vợ buồn rầu, thấy chồng mới kề miệng vào tai nói nhỏ rằng, người khách bỏ gói gì trên chổng khi nãy mà khô đó. Lý bảo đáp, ấy là gói bạc. Người vợ nói, chắc là nhiều lắm nên coi bộ nặng, thôi vợ chồng mình phát tài rồi. Lý bảo hỏi, làm sao được? Người vợ đáp, có khó gì, mình trở ra hỏi y coi muốn uống rượu không, như y chịu uống, thời sẵn rượu ngon đây, mình ép cho thật say, rồi chừng đó thiếp sẽ có kế. Lý Bảo hội ý bưng dầu ra châm ngồi lại nói chuyện rất là thân thiết. Nói bao là thế giới một hồi bèn hỏi khuất thân rằng, đại ca tới đây cũng tối không biết lấy chi khoản đãi xin tạm bày tiệc rượu cùng nhau chút chén, gọi là chút nghĩa sơ giao. Khuất thân nghe nói tới rượu thì khoái chí lắm, lật đật đáp rằng, trong lúc lỡ chân trái bước này, nếu hiền huynh hạ cố tới thời còn chi vui bằng. Lý Bảo thấy khuất thân trúng kế, lật đật vào trong hâm rượu bưng ra, rồi cùng nhau ngồi lại chén chú chén anh. Quất thân nào về mưu quỷ, tưởng thật nên cứ việc uống hoài, uống đến nỗi say mềm, nằm ngủ mê ngáy như trâu thở. Bấy giờ vợ Lý Bảo trong buồn bước ra, Lý Bảo hỏi rằng, nó đã say rồi, phải nghĩ mưu nào lấy tiền cho yên. Người vợ không đáp, trở xuống bếp lấy một sợi dây luộc rất dài, đưa cho Lý Bảo mà rằng, cầm sợi dây này thời biết. Lý Bảo dùng dằn không chịu, người vợ gắt rằng, đã tham tiền mà còn làm mặt hiền từ nhân đức. Lý Bảo cực chẳng đã phải cầm dây, người vợ liền làm vòng đúc vào cổ khuất thân, chồng một mối vợ một mối, ráng hết sức kéo thẳng ra, khuất thân nghẹt cổ dãy dụ một hồi rồi trợn trắng mắt lên, duỗi tay chết thẳng cẳng. Vợ chồng Lý Bảo giết khuất thân rồi, bèn mở túi bạc ra đếm, thấy trong ấy cả thảy đến tám gói thời vui mừng không xiết, thật là, tham của giết người không sợ tội. Thấy tiền tối mắt có sai đâu. Hồi 24, khuất hổ tử hoàng hồn lầm sát gái. Bạch Ngọc Liên phụ thể lộn thay trai. Khi vợ chồng Lý Bảo giết khuất thân rồi, bèn lấy cả tiền bạc cất vào một nơi. Vợ mới bảo chồng rằng, bây giờ đêm khuya canh vắng, bốn phía không ai, mình nên cổng thay này đem bỏ sau miếu bên bờ phía bắc, thời còn ai biết được nữa. Lý Bảo nghe theo kề vai cổng thay, mở cửa nhẹ nhẹ, ngó quanh ngó quất một hồi không thấy ai bèn rón rén ra đi hắn đi được một đổi xa, thấy mờ mờ trước mặt có bóng thoáng qua, thất kinh không dám bước tới, quan đại thay ma trên vũng cỏ rồi đâm đầu chạy về. Về tới nhà người vợ lại nói rằng, còn phải nhọc một chút nữa mới xong, nếu còn để con lừa ở trong nhà e không khỏi mang hại. Lý Bảo nghe nói lật đật chạy ra mở cương thả lừa và đuổi đi, lừa cũng lạ thật, đã thả mà không chịu đi. Vợ Lý Bảo giận lắm, vắt gài cửa ra đập, đau quá nó chạy công đi mất rồi vợ chồng Lý Bảo mới đóng cửa ngủ giả đò vô sự. Sáng ngày những người đi đường thấy có thay người chết nằm sóng sượt giữa đường, lật đật đi báo quan địa phương. Quan truyền đem tới khám nghiệm, đương lúc lật qua trở lại xem, thời thay ấy co tay ngoe chân, dân chúng vội vàng đỡ dậy, một lát thở khì ra và rên rỉ, nhưng bộ yếu lắm. Quan địa phương lật đật bước tới hỏi rằng, người vô phước kia, mau mau tỉnh lại, thuật cặn kẻ chuyện bị hại cho ta nghe thay của khuất thân mở mắt ra dòng một hồi rồi trả lời giọng đàn bà rằng có chi mà các người bu chung quanh thiếp chồng ghẹo thế này chẳng sợ sái lễ sao nói rồi lấy tay áo che mặt ai nấy đều tức cười và lấy làm lạ lắm quan địa phương hỏi tiếp nữa rằng tại sao mà ngươi bị chúng thắt cổ hại chết như vậy nói lại cho ta biết khuất thân nói thiếp tự treo cổ mà chết chớ có ai giết đâu quan địa phương lại hỏi tại sao mà ngươi treo cổ tự vẫn Quốc thân nói, vì chồng con thiếp dắt thiếp đi tìm mẹ, rủi bị oai liệt hầu nào đó bắt ngang đem về ép bức, thiếp không chịu nên tự vẫn mà chết. Các người ngồi nghe đều lấy làm lạ, cớ sao hình dung rõ là đàn ông, mà lại nói tiếng đàn bà và tình sự đàn bà như vậy. Còn đương phân vân nghĩ ngợi, bỗng đâu một người điên ở sau đi chờ tới, cầm chiếc gậy đập đánh lăng xăng. Quốc thân dòng thấy nói với người chung quanh rằng, người cầm chiếc giày là chồng thiếp đó, xin các ngài giữ lại đừng cho đi đương lúc nói bỗng phía trước có hai người đàn ông đương chèo kéo nhau đi tới kêu quan địa phương xin phân xử ấy là bạch hùng và khuất long bởi hôm qua bạch hùng không tìm được trọng võ nên bữa nay lại đi tìm nữa dọc đường gặp con lừa tưởng hễ gặp lừa thời gặp anh rể chớ không dè lừa trắng chẳng phải của trọng võ vì bạch hùng vô ý quên hỏi kim ca sắc lừa ra sao nên khi thấy lừa liền mở cương leo lên cửi đi được một đổi lại gặp khuất lương đi tìm anh Khúc Lương thấy người lạ cưỡi lừa của anh mình thời kéo lại hỏi rằng, sao chú giật lừa và bạc của anh tôi, vậy anh tôi ở đâu phải chỉ ra ngay? Bạch Hùng nói, lừa này của anh rể tôi, chú muốn nhận ngang thời phải để anh rể tôi cùng đối chất. Hai người gây gỗ nhau một hồi, rồi kéo tới sinh quan địa phương phân xử. Khúc Lương đương kéo Bạch Hùng, thấy Khúc Thân ngồi ở trong, mừng quính, buông ra chạy vào kêu rằng, anh ơi, anh ơi, làm gì ngồi đó vậy? trên cổ sao lại có dấu dây thắt, nói cho em nghe. Khuất thân đáp, người này làm cái gì vô lễ vậy, mất phép lịch sự coi sao được. Khuất lương nghe giọng nói không phải người Sơn Tây, lại nheo nhéo như tiếng đàn bà thời đứng nhìn trân trân suy nghĩ ngơ ngẩn. Lại nghe khuất thân kêu Bạch Hùng nói rằng, Bạch Hùng, sao em lại bạc đến nổi, không biết chị sao? Chị khốn khổ quá mà. Bạch Hùng nghe nói cũng kinh dị. Kế ở ngoài có một người điên đi vào, Bạch Hùng nhìn kỹ là người mình mới gặp trong núi ngày hôm kia, đương lúc nghỉ ngợi, thời nghe khuất thân kêu lớn rằng, Bạch Hùng. Em không biết Phạm Trọng Võ là anh rể của em đó sao? Mau mau giữ lại đừng cho đi nữa. Quan cảnh như vậy ai nấy đều thấy lạ kỳ, chỉ xin quan địa phương giải về huyện Tường Phù mà thôi. Giải đi một đổi gặp một con lừa đen đàn kia chạy lại, đi sau có một người lùng và một tên bạn đường nguyên bao công làm chủ khảo khoa thi khi chấm bài xong thấy quyển của tên phạm trọng võ trúng đậu trạng mới sai người lại chỗ nhà trọ báo tin tới nơi không thấy trọng võ ở đó đi tìm cùng cũng không gặp nên vào triều chầu thiên tử tâu rõ việc mất trạng nguyên khi kiệu về dọc đường gặp con lừa đen đón đường mọc hai chân trước cục đầu coi rất thảm bao công nghĩ rằng vật thường cũng có tính linh như người con lừa này đón đường chắc cũng có lẽ gì oan ức của chủ nó chẳng sai nghĩ vậy liền nói rằng, lừa đen kia. Mi quả có điều oan uổng thời mau quay đầu qua hướng nam trở đuôi lại hướng bắc, ta sẽ cho người theo dò xét cho. Bao công vừa nói dứt lời, con lừa quả quay đầu về nam trở đuôi lại bắc. Bao công liền sai triệu hổ đi theo, nếu có điều chi mau mau trở về bẩm lại. Triệu hổ vân lệnh đi theo, lừa đen cứ chậm chậm đi trước dắt đường. Đi một đổi triệu hổ mỏi cẳng, lừa cũng đứng lại chờ triệu hổ liền nói với lừa rằng bây giờ ta đã mỏi chân mi nên chở ta đi ít dặm lừa nghe nói liền cúi đầu quỳ chân xuống triệu hổ leo lên đi riết tới miếu hoang trong núi vạn toàn triệu hổ nhảy xuống dòng không thấy ai vừa muốn quay mình trở lại chợt nghe tiếng kêu cứu ở mé trong liền nhảy lên vách lầu đứng dòm thấy trong phòng bên kia có một cái hòm một người đàn bà dung mạo rất tốt ngồi dựa bên triệu hổ bèn nhảy xuống lại gần hỏi rằng vì sao cô nương lại ngồi nơi này, cái hòm ấy nguyên cớ làm sao? Người đàn bà đáp, lạc tử bị chúng mưu hại, đặng đoạt 400 lượng bạc, rồi chẳng biết làm sao lại vào trong quan tài này. Triệu hổ bèn chạy kiếm đạo sĩ ở miếu ấy lại hỏi, thời đạo sĩ đáp rằng, miếu này nguyên của oai liệt hầu, hôm qua người sai hai tên gia đình khiên quan tài tới, nói rằng mẹ của chủ quán ác thọ chết, dạy tội chôn, nhưng mắc phải ngày cấm thổ chưa chôn vội, đợi mai này sẽ chôn. Ai dè hối hôn nghe có tiếng trên rỉ trong quan tài, tôi lật đật mở ra thời là đàn bà chớ không phải bà già như lời đã nói. Triệu hổ nghe nói giả dạ phát nghi, nhìn lại bộ tịch người đàn bà thời hệt như đàn ông, ăn nói giỏng dạ, đi đứng chững chặt lại càng lấy làm lạ lắm, liền truyền bắt đạo sĩ và giải người đàn bà về phủ khai phong. Hồi 25, nghe lời xét lẻ, đoán được hiền ngu. Xem bóng ngắm hình, khó phân trai gái. Nói về triệu hổ bảo lính theo bắt đạo sĩ và giải người đàn bà vừa ra khỏi miếu một quảng nghe người đàn bà nói rằng, kì kìa, người đứng bên bờ phía nam là kẻ giết lạc tử đó. Nói rồi chạy lại níu người ấy mà hét rằng, Lý Bảo, mi dám lập mưu giết ta mà đoạt 400 lượng bạc, bây giờ mi giấu bạc ấy ở đâu, mau chỉ ra. Người nọ nói, thím này sao dám vô lễ như vậy, tôi đâu có biết thím là ai, tiền bạc gì đâu mà mưu đoạt triệu hổ không hiểu lý cớ thế nào cứ bảo lính theo mở một đầu dây buộc đạo sĩ mà bắt lý bảo sâu vào rồi cứ phủ khai phong trở lại đi gần tới huyện tường phù thấy án ấy có trạng nguyên phạm trọng võ nên không dám xử lập tức chuyển giải lên phủ khai phong bao công nghe báo lập tức thăng đường thấy trọng võ nói xàm làm quấy thì không biết sao mới hỏi công tôn sách công tôn sách đáp người này bây giờ phải cho uống thuốc để giải cơn điên mới có thể hỏi được bao công thấy phải cho công tôn sách đem trọng võ về trị bệnh. Rồi đòi bạch hùng lên hỏi. Bạch hùng khai rằng, tiểu nhân tên bạch hùng, ở làng bác bảo, mé tây nam núi vạn toàn, chuyên nghề săn bắn nuôi thân. Ngày nọ cứu được đứa nhỏ khỏi miệng cọp, hỏi ra là con của chị tôi. Hỏi tới cha mẹ nó thời biết rằng anh chị tôi cửi lừa đi tìm tôi. Nghe vậy tôi mới đi kiếm. Tới bụi dâu nọ gặp một con lừa, tôi tưởng chắc là của anh rể, mới định dắt đi thì gặp một người ở Sơn Tây chạy tới nói lừa ấy của anh Y lại vu rằng tôi đoạt của bắt lừa kéo nhau tới quan địa phương thấy người ta đương súng xét coi hỏi một người đàn ông bấy giờ người Sơn Tây mới buông tôi ra chạy vào nhìn người nọ nói là anh mình ai dè người ấy nói giọng đàn bà không nói giọng Sơn Tây không nhận người Sơn Tây là anh em lại kêu tôi vào nhận là chị em chuyện thật lạ lùng cuối xin lão gia vì tiểu nhân xét rõ ai phải ai trái bao công hỏi anh rể mi tên họ là gì? Bạch Hùng đáp, tên Phạm Trọng Võ, ở tỉnh Hồ Quảng, Phủ Võ Sương, huyện Giang Hạ. Bao công nghe rõ tên ấy là Tân Khoa Trạng Nguyên liền gật đầu, cho Bạch Hùng lui xuống, đoạn kêu Khuất Lương lên hỏi. Khuất Lương khai rằng, tôi cùng anh tôi là khuất thân mở xưởng cây tại đường Cổ Lầu. Hôm trước anh tôi đem 400 lượng bạc vào mé nam núi vạn toàn mua cây, đi từ sáng đến đêm không về, tôi xin nghi có việc biến, liền đi tìm, dọc đường gặp người họ bạch bắt lừa của anh tôi y nói lừa của anh rễ y không ai nhịn ai nên đem tới quan địa phương xin xử khi tới nơi tôi thấy anh tôi ngồi đó bèn lại nhìn và hỏi thăm té ra hình dạng thì quả là anh tôi mà cử chỉ nói năng thời không phải anh tôi không nhận tôi là em lại nhận người họ bạch là em xin thượng quan thẩm xét bao công hỏi mi có thể nhìn chắc con lừa trắng quả là của anh mi không khuất lương đáp Dạ, quả chắc lừa ấy của anh tôi. Bao công liền cho xuống, kêu khuất thân lên, tả hữu la ồm lên, đại gia đòi khuất thân lên hầu cho mau mau lên. Kêu hoài mà khuất thân cứ ngồi trơ, thậm chí lại trước mặt nói cũng không đi, bộ ngơ ngác thẹn thùng lắm. Tả hữu bàn nói lại rằng, đại nhân cho đòi ngươi lên hỏi việc. Bây giờ khuất thân mới chịu đi, bước rất yểu điệu, tới trước công đường sụp quỳ như đàn bà, ai nấy tức cười lắm, song không dám. Bao công hỏi rằng, ai mưu hại mi, mau nói lại cho bản quan nghe. Quốc thân đáp, tiểu phụ tên là Bạch Ngọc Liên nhân chồng là Phạm Trọng Võ lên kinh ứng thi, đem con là Kim Ca cùng đi, sau khi chồng vào đủ ba trường, liền vào núi vạn toàn kiếm nhà mẹ. Hỏi thăm người không gặp, trở về ngang bãi cỏ xanh, thả lừa cho ăn, mẹ con thiếp ngồi nghỉ trên bực đá, còn chồng thiếp đi tản bộ ngoài xa, bỗng một con cọp từ đâu nhảy tới tha con thiếp chạy đi, đương lúc thiếp kêu khóc, có một tốt người đi săn vừa tới trong đó có một vị quan sai bắt thiếp, đem về nhà nhốt vào một chỗ, ép gió này trăng, thiếp không chịu tự vẫn mà chết. Chẳng hiểu sao, một luồng gió mát thoáng qua, thiếp sống lại, thân thể biến ra thế này, và có đông người quay quần một bên chọc ghẹo. Bao công nghe nói, nhìn lại dung nhan, thấy có hơi buồn, mới kêu khuất lương lên hỏi, mi biết người này không? Khuất lương đáp, dạ người này rõ là khuất thân anh tôi. Bao công chỉ khuất lương, rồi hỏi khuất thân rằng, mi biết người này không? Khuất thân lắc đầu đáp, thiếp không gặp mặt người này bao giờ, làm sao biết được? Bao công cho khuất lương xuống, kêu Bạch Hùng lên hỏi, mi biết người này không? Bạch Hùng nói, không. Hỏi khuất thân biết Bạch Hùng không, thời y đáp rằng, đó là em thiếp tên là Bạch Hùng. Bao công nghe xong biết là hồn nhập nhầm xác, xong không biết lấy lẽ gì xử cho rõ, nên báo cho tất cả lui xuống. Bao công còn đương suy ngẫm, triệu hổ bước vào bẩm rõ tình hình trong lúc đi theo con lừa đen, và xin giải cả bọn vào. Bao công cho đòi đạo sĩ lên hỏi. Đạo sĩ quỳ xuống thưa rằng, bẩm lão gia, tiểu đạo tên là Diệp Khổ Tu ở giữ miếu cho oai liệt hầu. Ngày hôm qua trong phủ của hầu gia khiên ra một cái hồng nói đó là mẹ của chủ quán ác thọ đau bệnh mà chết, sai tiểu đạo chôn, nhưng ngày cấm thổ nên chưa chôn vội tránh tới ngày sau sẽ chôn mới nói tới đó bao công vỗ án nạc rằng, đạo sĩ khéo già mồm, mùa này tiết khí thế nào mà mi dám là cấm thổ. Đạo sĩ hoảng hốt lại lia lịa và nói rằng, lại lão gia, chớ vội giận để tiểu đạo khai ngay. Nguyên vì tiểu đạo nghe nói người chết, là mẹ của chủ quán ác thọ, bụng tưởng chắc là đem theo trong hòm nhiều đồ trang sức quý giá, nên nói dối, chờ tối cậy hòm lấy, ai dè khi cậy ra người trong hòm sống dậy, coi kỹ là đàn bà, song bộ tịch mạnh mẽ ăn nói giỏng dạc giống hệt như đàn ông, cứ rượt tiểu đạo đánh mãi, trong lúc tiểu đạo bị đánh đau kêu cứu, thời có hai người tới bắt. Bao công nghe xong bảo khổ tu ký khẩu cung, rồi xuất trác đòi ác thọ tới. Sai dịch đi rồi bao công cho đòi người đàn bà lên hỏi. Tả hữu kêu truyền nhau rằng, đem người đàn bà lên, đem người đàn bà lên. Xong người ấy ngồi lì một chỗ không đi. Tả hữu lại trước mặt hỏi, thím kia, đại nhân cho gọi sao không đi. Người đàn bà đáp, tôi rõ là đàn ông, nào phải đàn bà mà anh em dễu như vậy. Nói rồi bước lên công đường. Bao công hỏi, thím kia, có chuyện chi oan uổng khá nói ra đi. Người đàn bà đáp, tôi không phải đàn bà, thật là khuất thân ở xưởng cây đường cổ lầu, nhân đi qua vạn toàn mua cây, không xong, trở về gặp trời tối, ghé nhà nọ xin nghỉ nhờ, chủ nhà ấy tên là Lý Bảo thấy tôi có bạc nhiều, liều phục rượu say rồi thắt cổ cho chết. Không biết tại sao khi tôi sống dậy lại thấy nằm trong hòm, một bên có đạo sĩ, còn 400 lượng bạc thời mất tiêu. Tôi giận quá đánh đạo sĩ đòi bạc, kế bị công sai vào bắt, ra khỏi miếu một đổi thấy lý bảo sách nước, tôi liền chỉ cho công sai bắt luôn và xin giải tới đây cho lão gia định xét. Bao công nghe xong kêu Bạch Hùng lên hỏi y có biết người đàn bà ấy chăng? Bạch Hùng nhận rằng, bẩm lão gia người này quả là bạch ngọc liên chị tôi người đàn bà nói á anh này nói lầm rồi tôi nào phải đàn bà mà gọi là chị bao công lại kêu khuất lương lên người đàn bà nói khuất lương em ơi tưởng chúng ta không gặp nhau nữa rồi ai về trời còn giúp người ngay khỏi chết khuất lương cười rằng ai mà có anh không râu bao giờ bao công nghe rõ đầu đuôi biết là hai hồn nhập nhầm xác nên cho lui xuống rồi đòi lý bảo lên Bao công thấy mặt đứa tớ phản, lòng giận căm gan, xong chuyện đã qua rồi không thèm nói, chỉ hỏi rằng, Lý Bảo. Sao mi dám lớn gan giết người đoạt của như vậy? Lý Bảo nhìn lên thấy bao công khí vũ oai nghiêm đã kinh sợ, lại thấy bao hưng, Lý Tài đứng sau ăn mặc theo thất phẩm lan quan thời hối hận lắm, tức mình muốn chết cho rồi, nên không chối từ cứ thật khai ngay không sót một mảy. Bao công truyền Lý Bảo ký khẩu cung, rồi xuất trác cho đi bắt vợ nó sai dịch đi ra, kế tốt thác giải ác thọ tới. Bao công liền hỏi ác thọ rằng, hôm trước, chủ mi sai khiên cái quan tài ra miếu, người chết ấy là ai? Ác thọ nghe hỏi thất kinh xám mặt đáp, dạ thưa lão gia, người chết ấy là mẹ tôi. Bao công hỏi, ngươi ở với hầu gia được bao nhiêu năm rồi? Ác thọ đáp, vừa được 36 năm. Bao công hỏi, mẹ mi bao nhiêu tuổi? Ác thọ đáp, tôi không nhớ được. Bao công vỗ án hết rằng, rõ mi nói láo, nếu mi có mẹ sao lại không nhớ tuổi, ở đời có ai như thế không, tả hữu đâu, đem đánh nó 40 hèo. Tả hữu dạ rang, ác thọ lại lia lịa mà rằng, lại lão gia, bất cân giận để cho tôi khai. Người trong quan tài ấy là ai tôi thật không được biết. Chỉ nhớ rằng tôi theo hầu gia vào vạn toàn sơn săn bắn, gặp một người đàn bà đương ngồi khóc, xem nhan sắc rất đẹp, hầu gia sai bắt đem về nhốt trên lầu, sai bọn hầu gái dụ dỗ cho kết thân với hầu gia, ai về tới chiều có gã họ phạm tới cửa réo đòi vợ. Hầu gia giả bộ cho mời vào khoảng đại tử tế, tới nửa đêm sai dũng sĩ đánh chết, bỏ thay vào rương cũ, sai khiên bỏ dưới núi. Bao công chặn lại hỏi rằng, còn người đàn bà ấy tại sao mà chết? Ác thọ đáp, còn người đàn bà ấy bị ép bức quá không chịu nổi, tự treo mình mà chết. Hầu gia thấy việc không nên mà hại tới hai mạng, liền dùng quan tài tẩm liệm thay người đàn bà giả tiếng là mẹ tôi, sai khiên qua miếu cho đạo sĩ chôn. Lời thật khai ngay, còn sau sao, sao nữa thời tôi không biết. Bao công nghe xong buộc ký khẩu cung, rồi truyền giam các tội phạm vào ngục, còn hai người nhập nhầm hồn được giữ riêng. Lại sai vương triều, mã hán đi vào độc hổ trang bắt quai liệt hầu ác đăng vân ngày mai vào hầu án. Đâu đó xong xuôi, bao công trở vào trong ăn cơm, rồi vào thư phòng ngồi suy nghĩ mãi không ra mưu lược nào cứ nói lẩm bẩm trong miệng rằng hồn đàn ông nhập xác đàn bà hồn đàn bà nhập xác đàn ông biết nghĩ sao đây bao hưng đứng hầu một bên thấy vậy quỳ xuống thưa rằng muôn lại lão gia việc ấy có khó chi mà nghĩ không ra tiểu nhân có kế xin trình lão gia bao công nghe nói cả giận nạt rằng khéo nhiều chuyện làm rộn trí ta mí tài cán gì mà mong giải khó được thật là bao công trí rộng nhưng còn rối tiểu tử tài chi lại nói càng